Ở đây là xã Phú An các bạn. Mình chạy lố qua khỏi chợ Giàm và mình quay tiếp ở xã Phú An. Về đến phà Thuận Giang. Và mình tiếp tục cuộc hành trình. Do mình chạy nhanh quá lố các bạn. Quay từ xã Phú An chỗ Ủy ban nhân dân xã Phú An các bạn, về đến phà Thuận Giang. Dài khoảng 15 km các bạn. Phần đường đi mười lăm km các bạn. Của phần đường đi từ cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương về đến chợ Tân An ở thành phố Tân An, tỉnh Long An các bạn. Vợ chồng mình là kênh YouTube Vợ chồng Du Ký. Hôm nay vợ chồng mình đi cửa khẩu Vĩnh Sương. Và quay phần này là phần 4. Từ xã Phú An ở Phú Tân các bạn về bên phà Thuận Giang ở Phú Mỹ, ở thị trấn Phú Mỹ. Dài khoảng 15 km. Các bạn xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần vợ chồng mình nha các bạn. Ngoài kênh YouTube Vợ chồng Du Ký, vợ chồng mình còn một kênh YouTube nữa là Vợ chồng Sửa Xe. Và các bạn có thể vào đó xem và đăng ký ủng hộ cả hai kênh của vợ chồng mình nha các bạn. Vợ chồng mình chuyên quay về đường xá ở tại đất nước Việt Nam các bạn. Vợ chồng mình đi đến đâu và quay đến đó, lưu lại để làm kỷ niệm. Và mình đăng lên YouTube để tất cả các bạn, cô chú, anh chị cùng thưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những con đường mà vợ chồng mình đi qua và quay lại. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là một lời động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo. Dạ, bây giờ xin mời tất cả các bạn, cô chú, anh chị cùng theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Vợ chồng mình đang ở trên đường DT954 ở An Giang các bạn, hướng về thị trấn Phú Mỹ, nơi có
của Đức Quỳnh giáo chủ các bạn, rất là lớn. Vào 15 hôm đó mình đi là khoảng 15 tháng 8 âm lịch thì phải, không biết là lễ hội gì, rất là lớn các bạn. 18 tháng 5 mình đi, hôm 18 tháng 5 ngày đó ngày cuối, lượng người đỡ hơn nhưng mà vẫn đông các bạn. Mình nghe các cô chú nói là lối 15 15, 16, 17 thì rất là đông các bạn. Mình đi 18 thì tương đối là bớt người nhưng mà vẫn đông các bạn. Chợ Phú Thọ ở bên phải các bạn. Đường nhỏ quá mình không có dừng lại và quay vô cái bảng cổng chợ, bảng hiệu của chợ. Đường nhỏ quá, mình dừng lại sẽ kẹt xe các bạn.
Xã Phú Thọ các bạn. Ở đây có lẽ là gần đến chỗ Quỳnh giáo chủ mà. Đi cũng lâu lâu rồi. Thị trấn Phú Mỹ các bạn, của huyện Phú Tân. Để có 20 km/h các bạn. Đường này nằm ở trong khu đô thị đặc biệt có 20 km/h. Vừa chạy vừa ngắm cảnh các bạn. Cái mình là bờ sông nha các bạn. Đó là thị trấn của Mỹ, bên phải mình là chợ Mỹ Lương. Đường Chu Văn An các bạn. Đây là Phật giáo Hòa Hảo Tổ Đình. Đây, để mình quay cái hiệu cho các bạn thấy.
ổn định, giá hòa hảo rồi mình tiếp tục à. Đậu án đường quá. Bên trái mình vẫn là con sông lớn này các bạn. Đây là thị trấn Phú Mỹ các bạn. Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
xuống phà. Và vợ chồng mình sẽ kết thúc video phần 5. Phần 4 chứ. Phần 4 ở phà Thuận Giang này các bạn. Đường này đang hư, không có vô đó, ta đang làm. Vợ chồng mình xin cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Và mình cốt và kết thúc phần 4 ở phà Thuận Giang. Sau đó mình sẽ quay phần 5 từ phà Thuận Giang này về đến chợ thị trấn Mỹ Luông các bạn. Ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Của phần đường đi từ chợ Tân An ở thành phố Tân An mình về từ cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương các bạn. Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương mình về thị trấn, về thành phố Tân An ở chợ Tân An các bạn, tỉnh Long An. Đây là xuống phà. Phú Tân kính chúc quý khách thượng lộ bình an. Qua bên kia phà là thuộc huyện Chợ Mới nha các bạn. Và mình xin kết thúc video tại đây ạ. À.